Chào anh em đam mê chấm điểm trên bộ điện thuốc. Hôm nay sáng sớm mình cầm đồ đi câu mọi người. Nay mình ở chỗ này câu thấy coi sao mọi người. Bịch quá. Mình đi rồi nên quay ra luôn. Anh em mình làm cái anh chị quay hơi khó anh em. Tại chỗ này cậu mình nói cá cũng nhiều anh em ơi, cá bự luôn. Hôm nay mình đi thuộc bữa thử coi sao. Quá trời đường cỏ đều dở ngoài lô xe mình đã bỏ vô khoảng cỡ 500 mét nha anh em. Đi không gặp mấy em chết luôn. Mày cặp quá anh em. Thôi mình nổi cho anh em tới chỗ rồi mình qua cho anh em xem anh em ơi. Chào anh em, đây là chỗ khu mình nhấp nha anh em. Đây. Đây là mèo câu mình. Mình sử dụng nhái anh em, mình đây. Này nhái. Mình xài con tre anh em cho mình xài con trúc anh em chứ mình không có xài con máy cho anh em. Đây. Đây chỗ mình nhấp. Đây nhấp. Dạ. Mới lên à. Ở đây thì nước cũng hơi mặn anh em ơi, cũng mấy con ngàn rồi. Mà cá nó vẫn còn ăn anh em, mà hay chậm ăn anh em. Mình mới giận mai nên nay mình dính không nữa. Nó nên chậm anh em, thấy sáng cũng táp nhiều anh em, không biết sao anh em. Rồi để mình coi mình thuộc và đường coi có ăn không, nếu mình ăn thì dính thì mình sẽ quay cho anh em xem nha. Rồi mình nhấp chút có dính thì mình quay cho anh em coi xem. Kết thúc buổi sáng anh em ơi. Mình buổi sáng này làm được 2 con anh em. 2 con chắc cũng có ký trở lại anh em chứ không nữa. 700-800 gram lấy ký trở lại anh em không nói nè. Buổi sáng quá nắng nè. Cũng 9:30 cũng các mũi ăn anh em. Giờ chắc mình vô nhà ăn cơm anh em. Về nhà ăn cơm anh em. Sáng mình ăn có cái mì nhắm tới giờ luôn. Giờ cũng nhiều hết nước gì vậy còn được 2-3 con mồi. Còn mình cũng nghĩ thì mình cũng đi về thôi anh em. Cho anh em coi thành phẩm của mình. Đây là thành phẩm của mình nha anh em. Hai con cá mồi em. Cái này chắc bảy mồi em. Bảy mồi. Nên 2 con cá mồi. 2 con này thì tầm cỡ 800 gram. 800 hoặc hơn được 800 chút đi thăm cân ký anh em. Thôi chào anh em. Mình kết thúc buổi câu đây cũng một ngày cũng như không bị mớm nha anh em. Cũng có cá quả về để ăn anh em ơi. Chung là mình vừa đi câu giải trí vui vì có cá nó cũng tiện. Anh em là làm việc ở ngày nghỉ nay 7 này cũng có thời gian cũng kiếm chỗ câu giải trí cũng được. Mình đây thì mình phải chạy ở từ đây vô tới chổng nhà của cậu mình nha anh em. Đây loại chổng cũng dài 1 mét thôi mà mình đi vỗ cái ra lộ lớn lộ ngoài xe đó rồi mình
chạy xe về nhà nè mày. Thì cái lúc video hôm trước thì anh chúc em một ngày cuối tuần bài niềm vui và hạnh phúc anh em. Chào anh em nha.